Giờ đến phiên cô Mỹ đọc ảo tính cho cô Thúy tính. Và lần này thì cô Mỹ sẽ không dùng máy tính, nhưng cô Mỹ sẽ biết là đáp án nó đúng hay sai. Cô Thúy chuẩn bị ảo tính bắt đầu. Rồi, một số đơn giản các bạn cùng áo theo nhé. 2 cộng 2 cộng 5 trừ 9 cộng 1 cộng 1 cộng 5 cộng 2 trừ 7 cộng 2 cộng 5 trừ 6 cộng 5 trừ 7 cộng 1 cộng 5. Và các bạn nhỏ, kết quả bằng bao nhiêu? Cô Thúy bằng bao nhiêu? 7. 7 chính xác. Rồi. Từng ngày từng tháng trôi qua thành năm, em vẫn mong chờ tình yêu bước qua bao cảm xúc. Mình chào các bạn nha, một khi là cô Mỹ đọc tính cho các bạn tính. Bây giờ cô Mỹ thử là học sinh nghe cô Thúy đọc xem cô Mỹ tính làm ra không nha. Bắt đầu. 938 đúng không cô? Đúng rồi. Chính xác.